Xin chào mừng các bạn đã đến với khoảnh khắc bóng đá. Huấn viên Chu đã quyết định chọn lựa thời điểm vô cùng bất ngờ, đó chính là trước vòng đấu thứ ba của giải đấu V-League năm 2023 để đưa ra phương án chuẩn bị cho vòng loại thứ hai World Cup 2022. Chính hoàn cảnh này đã khiến cho giới bình luận viên việt vị và người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã cảm thấy hết niềm tin tưởng vào các bình luận viên nữa thưa quý bạn chúng tôi gọi là bình luận viên vì mỗi ý kiến mỗi quan điểm của họ xoay chiều theo chính những gì mà ông chu xe đã chọn lựa với 32 cầu thủ trong danh sách đội tuyển quốc gia việt nam chuẩn bị cho tháng 11 chúng tôi xin gửi tới quý bạn những phân tích những so sánh và những số liệu cụ thể để người hâm mộ đá Việt Nam thấy rõ bản chất bộ mặt của các bình luận viên trên mạng xã hội là vuốt ve đề cao thái quá huấn luyện viên Chu Sê trong thời điểm hiện nay mà người hâm mộ đội Việt Nam cũng đã cảnh báo, đưa ra những bình luận, đưa ra những góc nhìn và những góc nhìn đó theo số đông thì chúng tôi khẳng định rằng là những bình luận hoàn toàn chính xác. Vâng thưa quý bạn, chúng tôi phải khẳng định điều này trước khi bản tin được gửi tới quý bạn về so sánh. Bởi rõ ràng nhiều người hâm mộ đội Việt Nam đã lên tiếng về danh sách trong cuộc triệu tập và việc chuẩn bị cho vòng loại thứ hai World Cup 2026 diễn ra vào tháng 11 sắp tới rất quan trọng để hướng tới World Cup nhưng có vẻ như mà bình luận các bình luận viên đã chia sẻ, nhất là hội nghị bàn tròn đã nói về HLV Chu C đang chuẩn bị cho tương lai của bóng đá Việt Nam với những cầu thủ trẻ và những giải đấu chính thức ở tháng 11 sắp tới là giải đấu mà chúng ta sẽ có những trụ cột để tham dự trận đấu này. Nhưng cuối cùng thì mọi thứ đã bị việt vị hoàn toàn các bạn ạ. Danh sách không khác nhiều so với đợt tập trung tháng 10 vừa qua. Chúng tôi xin gửi tới quý bạn một cách chi tiết với 32 cái tên. Ở vị trí thủ môn vẫn là ba cái tên quen thuộc: Nguyễn Đình Triệu, Đặng Văn Lâm và Nguyễn Văn Việt. Vâng, ba cầu thủ này cũng đã được tập trung ở tháng 10. Ba hậu vệ khác so với danh sách tập trung trước đó chính là Vũ Văn Thành, Phạm Xuân Mạnh và Lương Duy Cường. Ở vị trí tiền vệ thì có thêm Lê Phạm Thành Long và Lê Văn Đô. Ở vị trí tiền đạo thì có thêm cái tên Nguyễn Văn Tùng và Nguyễn Văn Quyết đó là những cái tên mà chúng tôi liệt kê và gửi tới quý bạn về sự khác biệt so với đội hình tháng 10 sắp vừa qua. Và nếu như nhìn vào xuyên suốt quá trình chuẩn bị thì chúng ta vẫn thấy những cái tên sẽ được lựa chọn như là Võ Minh Trọng, Hồ Văn Cường, Nguyễn Thái Sơn, như là Lê Văn Đô, Phạm Văn Luân, Hoàng Văn Toàn, như là cầu thủ Nguyễn Đình Bắc hay Nguyễn Thanh Nhàn là những cái tên khá là trẻ. Huấn luyện dường như cũng trao cho họ những cơ hội. Và với một cái thông điệp với giới truyền thông rằng Đội tuyển quốc gia Việt Nam lúc này sẽ là tập hợp đội bóng trẻ nhất tham dự vòng loại World Cup năm 2026. Vâng, chúng ta sử dụng đội bóng trẻ để tham dự những vòng đấu quan trọng này để làm gì? Người hâm mộ đá Việt Nam thừa hiểu rằng ông có cần ông có thể đưa ra những bao biện về những thất bại của mình có bình luận viên thì nói rằng đó là lựa chọn để chuẩn bị cho tương lai vậy tương lai của chúng ta là world cup năm 2030 chăng nếu như chúng ta thua ở vòng loại thứ hai thì chúng ta chả có gì cả chúng tôi phải nhắc lại điều này với người hâm mộ việt nam vì nó là thông điệp rõ ràng nhất trong bối cảnh mà chúng ta cần phải tập trung ở giải đấu nào các cầu thủ trụ cột những cầu thủ có phong độ cao tại v league cần được lựa chọn việc không có nguyễn công phượng người hâm mộ việt nam không bàn toán hay là đưa ra bất cứ quan điểm nào bởi Công Phượng đã có một cái thời gian dài ngồi trên băng ghế giữa bị và không có trận đấu thực chiến nào nhưng phong độ của anh thì vẫn thể hiện được rõ năng lực thi đấu và ghi bàn một cái sự uh, xử lý tinh tế khi mà đối đầu với đội bóng Palestine một cú chivela qua đầu của đối phương thực sự rất ấn tượng hơn những cú sút của Trương Tiến Anh lên trời hay là Nguyễn Đình Bắc sút uh, lên trời của những cái trận đấu khi đối đầu với Trung Quốc hay Uzbekistan chắc chắn đó là sự so sánh mà người hùng đội Việt Nam nhìn thấy bản chất nhưng là kỹ năng hay là người ta gọi là dna của những cầu thủ vô địch tuy nhiên chúng ta sẽ không bàn luận về những cầu thủ như vậy chúng ta hãy nhìn vào danh sách này với những cầu thủ hiện có liệu rằng họ có đủ tự tin để chuẩn bị cho giải đấu hay không các bình luận viên thì cho rằng những người hâm mộ đá việt nam đã quá là cá nhân hóa hay là đưa ra những quan điểm không dựa theo tính thời cuộc nhưng rõ ràng là những bình luận và những cái chia sẻ của quý vị bạn như chúng tôi đã nói là rất chi tiết rất tường tận và thậm chí là rất đúng với những diễn biến người ta đã nhìn thấy những cái sự lo lắng vào đội hình của đội tuyển quốc gia việt nam hiện nay mà các bình luận viên có lẽ cũng đã bắt đầu lo dần với những phát biểu của mình họ ủng hộ cho huấn luyện viên chu xê về việc trẻ hóa lực lượng nhưng trong thời điểm hiện nay thì những cầu thủ như là hồ tuấn tài nguyễn thành trung bùi tiến dũng hay như cầu thủ Nguyễn Hải Huy, những cầu thủ đang thi đấu rất hay trong các câu lạc bộ và đã được chứng minh năng lực của mình trong nhiều mùa giải, sự ổn định của họ và sự khao khát của họ hơn bao giờ hết so với những cầu thủ khác. Trong khi đó thì chúng ta vẫn lựa chọn những cầu thủ thi đấu ở hạng 2, thậm chí là những cầu thủ dự bị của dự bị trong các câu lạc bộ thì thấy rằng huấn luyện viên chủ C đang quá bảo thủ với những gì diễn ra. Và các bình luận viên lúc này chắc chắn đã việt vị hoàn toàn và họ vẫn nhận về những cái kết quả và họ cũng theo chiều gió để đưa ra những quan điểm của mình. À trong đội hình này vẫn có những trụ cột và những trụ cột ấy là đội tuyển quốc gia Việt Nam đây thôi. Rõ ràng ông Chu C vẫn có hai mặt của mình. Ông vẫn sử dụng và lựa chọn những trụ cột của đội tuyển quốc gia Việt Nam xưa cũ và so với cái thời huấn luyện viên Park tại AFF Cup năm 2022 thì chúng ta cũng có thể thấy rằng những cầu thủ như Đặng Văn Lâm, Vũ Văn Thanh như là Bùi Hoàng Việt Anh, như Quế Ngọc Hải, Nguyễn Thanh Bình, à, cầu thủ Đỗ Duy mạnh là những cái tên được lựa chọn ở trong danh sách chính thức với 23 cầu thủ hay tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức, uh, Nguyễn Tuấn Anh hay là cầu thủ Đỗ Hùng Dũng vẫn có tên trong danh sách ấy trong vị trí tiền đạo thì cũng không thay đổi nhiều ở ờ, danh sách mà đội tuyển quốc gia Việt Nam chốt tham dự AFF Cup năm 2020 thì có Nguyễn Văn Quyết, có Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Tiến Linh và cầu thủ Phạm Tuấn Hải không có Công Phượng và dĩ nhiên những cái tên ấy thì dường như được đóng đinh đóng cột ở trong việc là tham dự ở một giải đấu lớn lúc này thì ông không thể sử dụng những cầu thủ trẻ Nguyễn Văn Quyết có trẻ không ạ à? cầu thủ Quế Ngọc Hải có trẻ không ạ à? hơn 30 tuổi rồi Đỗ Hùng Dũng cũng vậy. Chỉ vì vậy mà không thể nói rằng sử dụng những cầu thủ trẻ để cho tương lai Chắc chắn những cái quan điểm của người hâm mộ Việt Nam nói về Nếu như chúng ta sử dụng một đội hình mạnh và cai cắm với những một số nhân tố nổi bật thì sẽ tốt hơn rất nhiều cho việc là chúng ta gọi ồ ạt lên với những nhân sự như thế này và nhiều cầu thủ còn chưa đạt được phong độ và khả năng cầm bóng của họ còn run bần bật ở trên uh, trên mạng xã hội thì người ta đã nhận xét như vậy nhưng các bình luận viên thì cho rằng những uh, những cái bình luận đó thì thường là mang tính chất trẻ trâu với quan điểm cá nhân nhưng mà rõ ràng nó rất đúng và đúng thời cuộc và người ta đã nhìn thấy những cái sự trung hợp với rất nhiều ý kiến để đưa ra ở danh sách này. Chỉ vậy mà sự việt vị của các bình luận viên lúc này đã bị người hâm mộ bóng việt nam chê cười rõ ràng họ có những quan điểm cá nhân của mình nhưng điều đó dường như chỉ để vút ve cũng như là che đậy đi những gì đang diễn ra ở đội tuyển quốc gia việt nam nó không có một định hướng rõ ràng rõ nét không có một chiến thuật phù hợp và đặc biệt tinh thần của đội tuyển việt nam đi xuống nghiêm trọng với ba vấn đề đó thôi thì chúng ta có thể thấy rằng đó là những di sản mà chúng tôi phải khẳng định với giới truyền thông và giới mộ điệu chúng tôi không ủng hộ ai hết và chúng tôi nhìn nhận rõ là những người chia sẻ và công tâm nhất khi mà nhìn nhận bóng đá đội tuyển quốc Việt Nam và người hâm mộ bóng Việt Nam cũng vậy. Dù tình cảm của chúng tôi dành cho ông Park Hang-seo là rất nhiều, nhưng chúng tôi cũng phải nói thẳng rằng nếu như hội viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam tiếp tục thì chúng ta chỉ có một bước độ đó chính là thành công ở mức độ đó thôi. Chúng ta có thể yên tâm với những trận đấu với Indonesia, với Philippines nhưng với những trận đấu lớn mà chúng ta đòi hỏi nhiều hơn thì huấn luyện viên Park dường như sẽ nhận về những áp lực cực lớn và việc ông chia tay với bóng đá Việt Nam để tạo cơ hội cho những huấn luyện viên khác để tạo ra những cái sự đột phá với những nhân sự mới và lối chơi mới. Nhưng ở trong thời điểm hiện nay thì chúng ta không thấy sự đổi mới nào cả. Vẫn là đội tuyển quốc gia Việt Nam như vậy và vẫn lối chơi như vậy không khác gì cả. Và chúng ta có thể thấy rằng nó còn đi lùi với việc là sử dụng xáo trộn những nhân sự không biết ứng biến trong những tình huống và chắc chắn đó là những cái phát biểu, những cái bình luận mà chúng tôi đã lược và được đưa ra ở trong một cái góc nhìn mà người hâm mộ đá Việt Nam nhìn thấy rõ và chia sẻ với chúng tôi. Chúng tôi đang đại diện cho người hâm mộ để nói lên những cái tâm tư tình cảm chứ không phải là quan điểm cá nhân của chúng tôi. Các bạn có thể thấy hàng loạt những bình luận, hàng loạt những chia sẻ ở trên mạng truyền thông hiện nay đang đều phản biện lại danh sách của huấn luyện viên C. trong thời điểm hiện nay. Rất nhiều cầu thủ hiện nay không đủ tầm để có thể có mặt ở trên đội quốc gia Việt Nam. Những cầu thủ ở thi đấu ở hạng 2 hay ở không còn đang dự bị thì làm sao mà có thể thi đấu? Chúng ta sao không chọn lựa những cầu thủ tốt nhất ở trong các câu lạc bộ? Vâng, chúng ta có thể kể tên hàng loạt và những cầu thủ ấy ở câu lạc bộ viettel, ở câu lạc bộ công an hà nội, câu lạc bộ hà nội hay là cả những câu lạc bộ như bình dương, hoàng anh gia lai hay là hải phòng, những cầu thủ có cái tố chất, có cái khả năng thích nghi và đặc biệt là họ xoay chuyển rất nhanh. chúng ta phải nhìn vào huấn luyện viên uh, trưởng của đội câu lạc bộ hải phòng ấy, uh, ông ấy đã biến những cầu thủ gọi là những cầu thủ chưa có năng lực nhưng mà trong một tập thể thì họ đã phát huy tối đa và trở thành những đội bóng cực kỳ mạnh. Vâng thưa quý bạn, đấy với là những huấn luyện viên giỏi chứ không phải là huấn luyện viên bao biện và đưa ra những quan điểm cá nhân của mình, chỉ trích và đưa ra những lời lặng nhẹ dành cho cầu thủ chứ không phải là chính bản thân ông. Những cái sự xoay chuyển trong lối chơi của đội thủ gia Việt Nam thực sự quá yếu kém khi thi đấu. Chúng ta vẫn thấy một màu khi mà thi đấu với ba trận đấu vừa qua, thậm chí là những trận đấu trước đó với Palestine, với Syria, hai đội bóng đến từ một giải đất của Trung Quốc là Đài Bắc Trung Hoa. Hồng Kông Trung Quốc thì đúng hơn. Và chúng tôi tin rằng những cái hội nghị bàn tròn chia sẻ về quan điểm thì sẽ dần mất đi khán giả Và những cái quan điểm của họ chỉ vuốt ve và che đậy đi những cái điều thực sự cần phải đưa ra sự thật để chúng ta cùng nhau bàn luận Để đưa đưa, đưa ra đánh giá về đội tuyển quốc gia Việt Nam Chúng ta sẽ không thấy thay đổi quá nhiều cả về lối chơi và con người Huấn luyện viên c đã khiến cho đội bình luận viên đã việt vị. Lúc này chúng ta sẽ chờ đợi xem đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu như thế nào. Còn bây giờ thì chúng tôi xin tạm dừng thông tin tại đây và cung cấp cho quý bạn một vài thông tin như vậy để chúng ta cùng nhau chia sẻ. Đừng quên ấn nút đăng ký và lưu chuông bên cạnh để cập nhật những thông tin mới nhất của khối không đá. Xin chào tạm biệt.